Con xin hỏi câu 21. Nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam được phép xuất bản ra, cháu xin đề nghị chùa Thiền Tông Tân Diệu nên tặng cho người nhận đầu tiên quyển giáo lý này phải là Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Ý của chú như thế nào? Cháu có ý và cũng rất hay. Nhưng mà cái quyển giáo lý này nè, không có tặng người nào trước, người nào sau. Khi công bố ra rồi để ở chùa, ai tới mà trước mắt là phải tặng cho những người tu theo đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông. Người ngoài không có tặng. Người ngoài muốn tặng thì phải coi dò coi cẳng như thế nào. Chứ mua đem về nó đốt, nó dục, nó mạo mà khổ nữa thôi. Còn Thượng Tọa Thích Nhật Từ thì không được, là vì ổng đâu, ổng không hiểu cái Thiền Tông mà đưa ổng lộn xé hay sao. Thấy không? Thì cái lời của cháu đề nghị thì cũng hợp lý, nhưng mà gì không hợp tình. Hợp lý không hợp tình. Thiền Tông ra đời, ai tặng mà tặng đặc biệt cho người nào mà có giấy gì chứng nhận về Thiền Tông sẽ được lấy cái này. Còn không cũng không cho không được, mà phải xem xét. Xem xét bằng cách nào, tôi cho mượn á, trong vòng 3 ngày phải trả lời tôi. Nghe không? Chịu thì đấy, tôi chịu thôi. Chứ cho đem ra mà kia nó bán hoặc là nó xé là sao? Nó mình phải kỹ lưỡng cái này chút. Nghe không? Bởi vì đây là cái 10.000 năm mới ra một lần, cuốn sách này 10.000 năm mới ra có một lần thôi. Chứ không phải mấy sách kia muốn ra lúc nào ra. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ 21 câu hỏi của con đã hết. Con xin cảm ơn chú đã giải đáp cho con được rõ thông. Con xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô Dung đã hỏi nhiều câu hỏi rất hay. Rồi, cảm ơn cháu.